Anh đọc sách rồi đúng không? Xem có vẻ nghiêng về khuynh hướng trái tim nhiều hơn. Anh cũng nhìn lại tâm của mình một lần đi. Thằng bé quan tâm đến mới nói vậy thôi. Con có quan tâm hồi nào đâu bà. Người dưng rồi mà. Anh nói thật không? Anh không quan tâm đúng không? Vậy tôi nói luôn là tôi thích tác giả Cang. Huy Ru cũng không chịu quay lại với anh hả? Là tôi yêu cầu ly hôn rồi đường đường chính chính ly hôn. Là tôi muốn được tận hưởng cuộc sống độc thân du tính. Bây giờ tôi đang hạnh phúc lắm chứ bộ. Dạ Hưng, có một khách hàng đang tìm cậu đó. Qua đây mau đi. Dạ Hưng tới rồi.